Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Dường như vụ án kit test Covid xảy ra tại công ty Việt Á đang đi vào hồi kết cho bắt bớ, khi mà mới đây trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đăng bài viết các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ kit test xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty Việt Á. Rộng đường dư luận, xin được đăng toàn bộ ý kiến kết luận này từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dĩ nhiên ở đây là không loại trừ nghi vấn là động tác giả trước khi chuyện úp sọt lại diễn ra. Bài viết này được chia làm 5 kỳ. Kỳ 1, khi đảng ủy buông lỏng công tác lãnh đạo. Từ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo công tác, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y, dẫn tới hàng loạt vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên khác. Qua kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường trực vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, từ năm 2020 đến năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo và chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ và đảng viên khác, trong đó có cả những lãnh đạo chủ chốt của học viện, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và mua sắm vật tư, kit test từ công ty Việt Á. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y không ban hành quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của học viện, trong đó có công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về chuyên ngành y dược. Các quy chế làm việc của Đảng ủy không quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nghiên cứu khoa học không đưa ra họp bàn thảo luận trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo học viện để cho chủ trương, ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình đề xuất và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, và trong mua sắm vật tư y tế, kit test xét nghiệm, phục vụ phòng chống dịch được Bộ Quốc phòng giao, để Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu khoa học và trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Các vi phạm bắt đầu từ việc đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ nghiên cứu. Học viện Quân y gửi Bộ Khoa học và Công nghệ văn bản đề xuất không đảm bảo hồ sơ theo quy định. Văn bản và phiếu đề xuất không gửi qua Phòng Khoa học Quân sự để thẩm định trước khi trình lãnh đạo học viện phê duyệt. Nội dung đề xuất bao gồm việc chế tạo 200.000 kit chẩn đoán COVID-19, trong khi học viện không có năng lực sản xuất thử nghiệm hoặc quản lý dự án sản xuất. Đề xuất nghiên cứu không báo cáo Bộ Quốc phòng, hợp tác với công ty Việt Á khi không báo cáo với Bộ Quốc phòng và cơ quan quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong việc xây dựng thuyết minh đề tài, Học viện Quân y không thẩm định kiểm tra năng lực nghiên cứu, sản xuất và cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng của công ty Việt Á, không nêu rõ trách nhiệm, phương án, công việc phối hợp giữa hai đơn vị trong quá trình nghiên cứu và trong giai đoạn sản xuất, chế tạo sản phẩm, không xác định quyền sở hữu và việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với kết quả nghiên cứu, coi bộ kit sản xuất thử nghiệm như sản phẩm thương mại khi giao công ty Việt Á nhiệm vụ thiết kế bao bì bộ kit và không có thuyết minh về căn cứ, định mức tiêu hao để lập dự toán chi phí vật tư, sinh phẩm cho công việc nghiên cứu và giai đoạn chế tạo 20.000 kit test xét nghiệm, thuyết minh đề tài không gửi Phòng Khoa học Quân sự để thẩm định. Việc ký kết hợp đồng cũng có sai phạm khi nhiều nội dung trong các hợp đồng giữa Học viện Quân y với Bộ Quốc phòng và Công nghệ và giữa Học viện Quân y với Công ty Việt Á không quy định rõ về quyền và nghĩa vụ các bên. Hợp đồng giữa Học viện Quân y với Công ty Việt Á không quy định việc Công ty Việt Á phải bàn giao đủ 20.000 bộ kit test sau khi chế tạo thử nghiệm và là trái với hợp đồng của Học viện Quân y đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ, vi phạm pháp luật khoa học và công nghệ. Sau đó, Học viện Quân y đã thực hiện trái thẩm quyền, tự ý bàn giao quy trình kỹ thuật cho công ty Việt Á khi chưa có nghiệm thu, đánh giá và không có ý kiến của đại diện chủ sở hữu nhà nước là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cố ý vi phạm pháp luật khi chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ. Việc bàn giao quy trình kỹ thuật khi không đảm bảo điều kiện trước khi chế tạo các bộ sinh phẩm, đồng ý để công ty Việt Á toàn quyền sử dụng các sản phẩm để đăng ký lưu hành, được sử dụng logo của học viện trên bao bì sản phẩm, trái với thuyết minh về đề tài và hợp đồng của Học viện Quân y với Bộ Khoa học và Công nghệ và với công ty Việt Á.
Sản phẩm không đủ điều kiện, không đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, song Học viện Quân y đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu giai đoạn 1. Việc xây dựng thuyết minh, ký hợp đồng, bàn giao và đề nghị nghiệm thu trái quy định nêu trên đã cố ý tiếp tay thông đồng và tạo điều kiện cho công ty Việt Á sử dụng đề tài nghiên cứu và uy tín của Học viện để hợp thức hóa các sản phẩm, đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành, từ đó để công ty Việt Á chiếm đoạt, sở hữu bất hợp pháp kết quả đề tài nghiên cứu, chuyển sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty Việt Á và tiến hành thương mại hóa sản phẩm, cung cấp ra thị trường, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với trách nhiệm chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, nhưng sau khi bàn giao quy trình công nghệ cho công ty Việt Á, Học viện Quân y đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và không kiểm soát sản phẩm nghiên cứu. Ngoài ra, việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, phục vụ giai đoạn nghiên cứu bộ xét nghiệm và sản xuất chế tạo thử nghiệm 20.000 bộ kit test thuộc phạm vi đề tài nghiên cứu, việc quản lý và sử dụng kinh phí khoán trả công lao động được phê duyệt cho đề tài nghiên cứu thiếu chặt chẽ và không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Trong mua sắm vật tư kit test xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch tại các địa phương khác theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, thì tất cả các lần mua sắm của Học viện Quân y đều thực hiện ứng trước từ công ty Việt Á để sử dụng, sau đó hợp thức hóa thanh toán bằng cách lập các phiếu đề xuất, tiến hành các thủ tục, hồ sơ chỉ định thầu, ký hợp đồng, biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng v.v. khác, vi phạm luật đấu thầu. Học viện Quân y đã ban hành hai quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm trái thẩm quyền và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức mua sắm, tạm ứng thanh toán cho công ty Việt Á khi chưa có dự toán ngân sách được giao phó và chưa được cấp tạm ứng kinh phí. Giá mua không được Học viện Quân y tham khảo đầy đủ từ các nhà cung cấp khác hay của chính công ty Việt Á cung cấp cho các cơ sở y tế khác trước đó. Trong đó, khi so sánh với giá 298.000 đồng trên một kit được Bệnh viện Nhi Trung ương mua từ công ty Việt Á qua đấu thầu rộng rãi và công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế, thì số tiền chênh lệch của 4 hợp đồng là hơn 12 tỷ đồng. Học viện Quân y đã buông lỏng quản lý vật tư y tế, kit test xét nghiệm, không cung cấp được hồ sơ và tài liệu đầy đủ chứng minh được số lượng ứng trước nhập về từ công ty Việt Á, thực tế xuất sử dụng và tồn kho của các tổ chống dịch có nguy cơ thất thoát và lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Điển hình như hợp đồng mua bán kit test xét nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh đợt 2, chênh lệch giữa số lượng mua theo hợp đồng và số lượng bàn giao là 19.392 kit có trị giá là hơn 7 tỷ đồng. Đối với những vi phạm nghiêm trọng nêu trên, có sai phạm của những người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và các cá nhân liên quan khác. Trong đó, Trung tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Học viện Quân y, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 và từ năm 2020 đến năm 2025, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao phó để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm kit test xét nghiệm COVID-19 và việc mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư y tế, kit test xét nghiệm để phục vụ công tác phòng chống dịch. Kể từ đầu năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi phòng chống dịch COVID-19 là một trận chiến chống lại một kẻ thù vô hình, huy động nhân viên y tế, công an và quân đội ở mức độ chưa từng có. Nhưng vào cuối tháng 12 sau đó, Bộ Công an đã bắt giữ Giám đốc công ty Việt Á là Phan Quốc Việt và tiến hành điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến COVID-19 lớn nhất tại Việt Nam. Công ty đã có được doanh thu 175 triệu đô la Mỹ từ việc bán các bộ kit test xét nghiệm COVID-19 đắt đỏ trên khắp đất nước. Doanh thu của công ty đạt 6,6 triệu đô la Mỹ chỉ tính riêng tại tỉnh Hải Dương, cho thấy một số vấn đề quản trị nghiêm trọng do sự thao túng chính sách của một mạng lưới các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của cơ cấu quản trị và quan chức Việt Nam đã có dấu hiệu cho thấy chính sách quốc gia về COVID-19 của Việt Nam đã bị thao túng vì lợi ích riêng. Và sau khi chính quyền Trung ương, Bộ Y tế và chính quyền địa phương liên tục thúc giục hàng loạt và cả bắt buộc phải xét nghiệm. Đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã cho xét nghiệm COVID lên đến 73 triệu lượt với chi phí ước tính là 1,26 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 4 lần so với số chi phí cho vaccine. Vào tháng 2 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã duyệt khoản tài trợ cấp quốc gia cho nghiên cứu đặc biệt trị giá hơn 830.000 USD, tương đương với 18 tỷ cho dự án sản xuất bộ kit test xét nghiệm COVID-19.
Dự án do Học viện Quân y và Công ty Việt Á hợp tác sản xuất được đánh giá là thành công tốt đẹp sau khi hoàn thành xong trong vòng 1 tháng. Bộ Y tế đã phê duyệt sử dụng bộ kit test xét nghiệm trên toàn quốc và đề ra mức giá là 470.000 đồng cho bộ xét nghiệm. Vào tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa và Công nghệ tuyên bố bộ xét nghiệm của Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới là WHO chấp nhận sau khi đạt tiêu chuẩn đưa vào danh mục sử dụng khẩn cấp. Các tờ báo và hãng thông tấn lớn tại Việt Nam đã tự hào đưa tin Việt Á được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vào tháng 3 năm 2021. Nhưng tuyên bố chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc WHO chấp nhận bộ kit test xét nghiệm Việt Á là sai sự thật. WHO chưa bao giờ công nhận bộ kit test xét nghiệm của Việt Á. Nghi ngờ về tuyên bố này đã lan truyền trên mạng xã hội vào đầu tháng 5 năm 2020. Với nghi ngờ đưa tin giả để chiếm được niềm tin của công chúng và tăng doanh số bán hàng, những câu hỏi về quyền sở hữu và hoạt động của Việt Á vẫn còn là rất lớn. Trong khi giám đốc và cộng sự chỉ sở hữu 20% cổ phần, 80% cổ phần sở hữu còn lại của công ty Việt Á vẫn chưa được công khai. Việt Á sở hữu 30% cổ phần tại VinBioCare, một công ty con kinh doanh các sản phẩm sức khỏe vừa được thành lập bởi tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam là Vingroup. Tổng giám đốc Việt Á từng là tổng giám đốc của VinBioCare và Vingroup đã mua lại cổ phần của Việt Á tại VinBioCare chỉ sau 4 tháng trước khi vụ xét nghiệm Việt Á bị phanh phui và công khai trước dư luận. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi nghiêm túc về vai trò và tính liêm chính của báo chí trong việc nói lên sự thật và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Ngay cả WHO cũng đã bị thẩm vấn sau khi không đính chính thông tin giả về các xét nghiệm trên báo chí Việt Nam vào tháng 4. Sau khi Bộ Công an công khai vào tháng 12 năm 2021, hàng chục tờ báo lớn mới tiết lộ thêm chi tiết xung quanh vụ bê bối và đại diện của WHO tại Việt Nam rằng WHO không chấp thuận bộ kit test xét nghiệm của công ty Việt Á. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án nhằm vạch trần quy mô của mạng lưới tham nhũng lớn hơn nữa. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh vụ án chịu giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản điều tra các tổ chức đảng và cán bộ liên quan khác. Áp lực ngày càng gia tăng đối với trách nhiệm giải trình của chính phủ đã được chứng minh tại cuộc họp Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2021 và kỳ họp đặc biệt của Quốc hội vào đầu tháng 1 năm 2022. Như vậy, hộp Pandora hiện đã được mở, việc bắt giữ và khởi tố 3 quan chức cấp cao của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hàng loạt các quan chức địa phương khác tại Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ là bước khởi đầu. Các cuộc thanh tra đang ở các cơ quan có liên quan khác cũng đã được trở thành ưu tiên hàng đầu của thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước. Bộ xét nghiệm được đánh giá quá cao là một vấn đề cực kỳ nhạy về chủ nghĩa thân hữu và sân sau chính trị trong kinh doanh thiết bị y tế. Nhưng vụ án này khác với các vụ tham nhũng khác ở chỗ là đã làm xói mòn lớn niềm tin của công chúng về quyết tâm chống dịch. Bộ xét nghiệm Việt Á giá cao chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tảng băng tham nhũng trong lĩnh vực y tế và các dự án do nhà nước tài trợ cũng như việc quan chức cấp cao biến chất. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.